Nobita, em hãy cho thầy biết vũ trụ là gì? Dạ thưa thầy, vũ là múa, trụ là cột, cho nên vũ trụ là múa cột. Hả? Nobita, nhà em có mấy anh chị em? Dạ thưa thầy, nhà em là có 5 anh chị em ạ. Đầu tiên là em, sau đó đến em em, rồi đến em của em của em là em của em, của em, của em. Và cuối cùng là em của em, của em, của em, của em ạ. À. Hả?